Kính thưa quý vị thính giả cùng chư quý vị đồng đạo kính mến, chương trình được liên tục đến bài Nghĩ những ngày qua. Bài này Đức Thầy sáng tác tại nhà thương Chợ Quán, năm Canh Thìn. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ ngồi nghĩ những ngày qua, lòng tớ là không chẳng nhớ nhà, nhớ cả vạn dân trong bốn biển, gặp mơ hồi truy lạc đạo càng xa. Dùng giấy đỡ nâng cơn sấm chớp mơ, vinh qua phú quý chẳng mơ thèm. Phút chốc vui mừng cuộc trí, cùng nhau hiệp mặt sầu bi, tình yêu nhân loại càng thêm đậm. Quay gọi chúng sanh thoát ly cảnh tục sớm tu hành, giác cơ thuyền người thế. Chờ đắm hồng trần nẻo lợi danh,